Bữa nay là ngày 21 tháng 9, tụi mình đi làm về rồi. Nhưng giờ mình đứng đây nó cũng hơi xa xa, con này rắn thì nó chết, đã chết rồi. Đó là nó dài tất cả là một thước sáu đó. Thước rưỡi, thước sáu đó, nó cũng khoảng bằng mình á. Bây giờ anh đi, anh phải đi lấy cái kéo, anh đi cắt ra, mình sợ anh lấy cái kéo đi rồi anh ra, anh đi chôn cái con rắn này. Thì mình hồi tối ngày hôm qua mà nó còn sống, cái đầu anh chạy kẹp sơ sơ nó còn sống thôi. Mình anh bỏ vô dưới gốc cây đó, nhưng mà nó cũng hơi nắng đó, nó hơi nắng nên nó chết. Mà thôi, tại vì cái loại mình có hỏi rồi, mấy người bạn Mỹ của mình nói là con này nó rắn, nó độc, nó là cực kỳ độc luôn. Mà ở cái miền Nam California này nó chỉ có cái bệnh viện Loma Linda, tức là nếu mà đi mà bay trực thăng đi đó 15 phút mới tới. Còn nếu mà mình chạy xe mà đi xe đua, xe chạy nhanh á là 40 cơ, mà là 1 tiếng đồng hồ chứ 45 phút đó, là cái đường mà đường ngắn nhất, cái đường bay đó thì nó 45 phút, còn cái đường này đi lòng vòng là cũng có tiếng đồng hồ đó, thì là nó không có cứu được cái mạng. Đó là cái do tại sao mà tụi mình phải cử nó. Nó mà nói đó thì là lúc nào chị Sáu mình thì chị hiền lắm, chị cứ la hoài, mà hôm nay đã không nghe chị Chính gọi gì, chắc chị nhìn thấy con rắn này là chị liện luôn cái điện thoại, chị bỏ chạy rồi, chị sợ vậy á. Đấy là cái thần kinh của tụi mình nó vậy, đứa nào chị em đứa nào cũng yếu hết đó. Chị quay lại xem cho các bạn coi cận cảnh của nó như thế nào. Nó đây là cái bề mặt của nó có những cái hình ô, cái đốm vuông nó. Cái con này đó là nó là cậu 10 năm tuổi á, nó lớn lắm. Bây giờ nhìn thấy tận cận cảnh cận mắt rồi đó mới biết là ai đấy không. Nó mà mình thấy nó là mình đã, nó còn sống đó là mình đã bỏ chạy, mình la làng rồi. Đó, tối nay chỉ là diễn phim quay phim thôi chứ mình cũng chết nhát đó mấy bạn ơi. Đó, nhưng mà thấy rắn đục quá thì mình không có sợ lắm, mấy con rắn nhanh thì mình không sợ. Mà rắn lục nó cắn nó cũng đâu có chết. Rắn lục nó cắn thì có độc, nó làm độc thôi, còn con này là cắn chết á. Chứ không phải chơi dừa. Rồi, cái gì gặp là các bạn sau nha, mình đi tưới cây. Ơi, nhìn hoa thì hoa theo gió lung linh, nhìn rắn thì giật cả mình. Thôi thì thôi, co giò đi chạy trốn mất nha. Làm vậy mình đi tưới cây bây giờ đây. Ngày 21 tháng 9 2022, cái con cái cây Bắc Thiên màu hồng này nó cũng đẹp nè. Mình thấy nó hồng nhưng mà nó rồi nó cũng sẽ lên màu cam đỏ đó. Nhìn hoa nó đỡ hơn. Chiếu cận cảnh cho các bạn xem con nhện chúa của cái rừng sa mạc nó như thế nào nè. Thu cha nó bự tàn canh giáo động chưa. Ngày hôm qua thì một con, bữa nay là một con, bữa nay là sinh nhật của tôi, sinh con của anh Tâm Càng của mình, của cha. Nó cắn được một cái con cánh cam, cánh nế này nè, bự dễ cào luôn. Ơi, sorry. Rồi, lại sát sanh rồi. Cái con đó là cái con nhện độc đó mấy bạn. Nó đừng cắn cái con kia là nó tê liệt thôi. Ôi da. Nay là cái ngày cuối cùng của cái mùa hè rồi. Ngày mai 22 tháng 9 đó là cái ngày bắt đầu của cái mùa thu. Vậy mà đó là cũng mấy em nó cũng mò ra đây hello với mình nữa. Thôi, mình cũng mới đi rắn đi, có anh Lê đó anh móc cái con rắn ra, anh chở đi, anh chở mặt, anh chở đi như chiên cá chiên vậy đó. Anh thì anh không sợ, anh dám bóc cái con đó, nhưng mà mình sợ lắm. Mình đã anh thấy anh bóc là mình đã nổi cái ốc rồi, nói anh bao nhiêu lần cũng vậy à. Móc bóc cái con nó dí mình, có lần nó liện mình á, mình cũng giận hết mấy tháng á. Mình không thích giỡn vậy, gặp chị Chính mình là chị la rồi. Ông anh Chính mình thì không có rồi, tế nhị hơn, còn ông Ly thì ông đắng mắt lắm, ông không có, ông không sợ nhưng mà anh không biết là cũng có người sợ. Mà cứ lê cứ giỡn vậy hoài, mới mấy lần đó là giỡn là mà mình nó đã, anh đi ra khỏi cửa nhà đó, nhiều khi anh đi 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 ra đi vô cái cửa vườn, cứ để cái cửa nó cứ mở như vậy, thì mình sợ. Thì ở những trong cái khu phố dân cư đó thì là khi mà tụi developer mà nó đi xây nhà là nó cũng cài đất ấy lên thì nó cũng lấy ra hết rồi. Thì trong những cái chân tường của những cái căn nhà trót hôm, những cái nhà xây hàng loạt đó đó, thì nó cũng có những cái lỗ, những con rắn nó vẫn chui được vô những cái
cái lỗ thoát nước đó như bình thường, bởi vì nếu không thoát nước đó, những cái nước mưa nó dồn dập vô cái chân nhà nó thì nó sẽ lệch cái tường, hoặc là nước nôi nó làm ẩm mốc cái nhà của các bạn đó, cho nên là cái vụ cái luật xây cất là nó phải có những cái đó. Rồi hồi đó theo mà ai mà nhà có rắn là cũng giấu, của tụi mình thì cái tính thì thật thà là có sao nói vậy à, chúng mình cũng đâu có ý định bán nhà đâu, mà mình sợ là có thành cái lịch sử của nhà mình. Thì ở những cái chỗ mà rừng rú, rừng rậm hoang vu như thế này thì phải chịu vậy thôi. Thì qua nhật khỏi mấy cái đồi này đó là cũng những có những cái biệt thự rất là đẹp đó, nó nằm ở trong cái khu Hoa Garden. Thì mình sống ở những cái nhà lớn là vậy đó. Anh mình nó định ở cái những cái vùng đó là kêu mà nó sang chảnh á, đẹp lắm. Mà chừng bị thì nó cũng bị thôi, thì bị thì kêu tụi nó, mình nhìn mình thấy nó vô đó là nó cắn một cái mấy cái con chó, mà con chó kiển của anh, con chó cưng, thú cưng của anh, có nó nhỏ nhỏ, mấy con chihuahua của anh đó. Thì nó hồi lần lượt ra đi tới mấy con rồi, anh ra ảnh bực mình quá thì mới để cái đặt cái camera coi thì mới nhìn thấy đó. Nhìn thấy mà ơi, nó còn chui vô trong cái gara nữa. Nó sợ quá rồi mới kêu tụi sở thú y nó lại. Nó bắt rồi thì nó tính là nó bắt nó đem về nó thả vô những cái rừng thiên nhiên rồi này kia vậy đó. Nhưng mà tới nhìn con rắn mà nó dài hơn 2 thước mấy, nó to, ảnh nói là nó to bằng cái bắp dế ảnh vậy đó. Thì mình nghĩ là không có những là hơn 2 kg mà nó nhiều hơn nữa, cho nên nó là cái cô nhân viên đó là cổ sợ quá rồi. Cổ mới gọi một cái người đồng sự của cổ đó là đi bắt phụ cổ, nhưng mà anh kia anh lại thấy là không có giải quyết được, là ảnh lấy súng ảnh bắn liền. Còn cô đó cổ cũng có súng mà cổ không dám bắn, trừ trường hợp ấy đó, có khi đó họ chỉ bắn súng là súng thuốc tê họ đi họ thả, nhưng mà cái này là không có bắn thuốc tê được, là phải giết nó luôn. Tại vì nó đó là lúc đó nó dùng trên beo le mình làm, nó là cũng thấy mấy con rắn nó hoài gì, nhưng mình nhìn từ xa thôi, nai rồi là chó sói đồ, con cọp rừng, con cọp núi đó, cũng có nhiều lắm. Nhưng mà mấy cái đó thì nó ở xa, nó không có làm hại mình thì cũng không ai giết nó làm chi. Nhưng mà ở đây trong cái đất mình đó, mình nuôi thú vật rồi nhiều đó, nó về đó, giống như mình nuôi nó vậy, nó về nó ăn thịt tỉnh bơ vậy đó mấy bạn. Mình đi xuống suối thả tụi nó ra, bữa nay đi làm 2 ngày liên tục dài mệt quá, đi xuống thăm rùa. Mà cái ao này ao kia nó sâu ghê, có cái cả thước gì mà sao mới nó leo lên được á, trèo lên được cái chơi. Nên mình cũng mừng. Nói là mình chiếu từ xa là cách đây là cũng cách nó là cũng 4 thước á, chứ lại gần nó cái nó bỏ chạy. Ở đây năm nay nó có nhiều cá con của cá coi đó, cá coi con nó trắng trắng đó. Ở ngoài thì nó màu cam. Đó. Nắng chiều bây giờ đó thì nó dậy thấy rẻ rõ rồi, nó tối lên là bây giờ là cũng 6 giờ 6 rưỡi chiều rồi. Ngày hôm qua thì tối hơn, mình đi lên trước tại vì do mình đi làm về trễ đó, ra mình phải tưới cây, mình phải lẹ, mình chạy. Đó. Ảnh lên nay anh thấy nó rồi, nó cũng dạng rồi. Nó thấy là tụi mình cũng cưng nó rồi, nó cũng thích, nó không có nhát, nó không có bỏ chạy như lúc trước. Nó là nó dài tất khoảng là 2,5 tấc đó. Nó không lớn, nó cũng là con ruột con thôi. Cái hôm nào mình rảnh mình chạy đi ra ngoài, mình đi tìm cho nó một đứa bạn nó về nó chơi. Mình nghĩ là nó là con đực á, nó là con trống á. Ước chi có một con nữa để cho nó chơi, nó có bạn trai cũng được, 2 đứa em trai cũng được. Cá thì nó có này có bầy, còn nó thì nó có mình thôi. Anh Ly anh thấy cũng thương, ngày nào anh cũng xuống anh tìm nó hết trơn. Cho mấy bạn xem là trưa nay về nay, bữa nay là 12 giờ trưa về tới nhà rồi, nhưng mà nó lại không có. Trưa nay 12 giờ tới nhà rồi đó, nhưng mà không có chạy đi xuống cái này mở cửa cho nó ra, tại cũng mệt rồi. Mình phần đó thì bị cái con rắn ngày hôm qua đó mình cũng sợ, cho nên mình cũng không dám đi xuống cái đây một mình đó. Là anh đi xuống cái đây là nửa tiếng đồng hồ rồi nha, nhưng mà hiện giờ anh vẫn còn ở trên nhà đó. Nó đi tìm cái đầu dọn dẹp tủ lạnh là cái nguyên ngăn rau, ông đem dẹp ra, ông đem ra ngoài đó, ông lúc bữa ông phơi táo đó, ông lấy cái đó cho to rồi ông đưa cho mình.
Rồi ông hỏi rồi mình nó bộ đem dẹp em cắt đâu, ông nói không em không có dọn dẹp, tại dọn dẹp phải lung khung mà sinh sống em đâu có khung được vậy, em chỉ đứng thẳng lên thôi. Mà giờ mình ngồi xuống rồi mình đứng dậy đó là mình cũng phải có cái đồ dựa, đồ kéo để mình mới lên đứng lên được. Cái xương sống mình nó đau lắm mấy bạn, mà uống thuốc mà cái đó là nó sau này nó có hại cho tim với gan dữ lắm, cho nên mình không có thích uống thuốc đâu. Kệ có sao mình chịu vậy đi. Mình tìm nó, à nó đây. Thì nó cũng đen rồi, cái tối tối, chiều tối rồi cái nước nó cũng đen, nó khó thấy. Anh hỏi chứ rùa không biết ăn gì thì mình có vô mình search trong Google thì nó nói rùa là ăn đủ thứ, vừa thực vật lẫn động vật luôn. Rau cải rồi này kia, cà rốt rồi nó cũng ăn. Đâu ảnh có thấy ảnh có bỏ đồ ăn cho mấy cái hộp bắp ra ngoài này cho nó, rồi mình cắt mớ cải đó để nó lên nó ăn, thì cái bữa sau thấy ăn mất rồi nó tưởng chuột sóc đồ tha. Rồi nó không có gì nó ăn, nó đói tội nghiệp nó. Đó thì mình cũng chỉ ráng mình làm được cái gì hay cái đó, thì từ từ mình dọn dẹp cái này sạch rồi làm cái mấy cái chuồng lại xích dời dời cao hơn một chút nữa. Đó. Để cho mấy em nhỏ em gà vịt ngỗng này chơi với lại mấy con cá, rồi nó cũng có chỗ mát đó, đục mát rồi này nọ đó. Mấy cái bóng mát cho nó, mà mình trồng những cái cây giống như cây trúc khỉ rồi này nọ đó cho nó chơi, chứ còn mình cũng không có trồng những cái cây lớn nhiều làm gì. Cây lớn là tụi con trồng mình mấy cái be bờ suối, mấy cái cây trên mình á, thì mình có được cái cây bồ đề. Cái bồ đề nó cũng đẹp, cũng to, cái lá cũng mướt lắm. Nhưng mà cần là phải làm cái đường ao này lại cho nó cao, nâng cho nó cao lên cho nước nó không có tràn vô cái chuồng gà. Nó tràn mà lỡ lúc trước á là cái chân cái chuồng gà này nè. Nó là 2 foot, tức là 24 2 foot là nhiêu? 6 tấc. Nó gần 6 tấc kìa, là nó đất bằng luôn lên trên cao này đó là 5 tấc, mà nó mất đi 5 tấc đất ở đây đó, nó lòi ra cái chân của cái kẽm này đó. Lúc trước đó là một tấc của kẽm là nó nằm ở dưới lòng đất đó. Cái kẽm này là Gabbana thì nó không có xét. Mấy cái thùng này là mấy cái thùng làm cái hồ câu cá của dưới nhà mẹ mình đó, thì mình dỡ lên đây nè. Giờ mình dự định mình gom cái rác mấy cái cây đó đó mình bỏ vô trong này, cái mình làm cái thùng phân mình tưới cây ở đây đó cho nó tốt. Rồi mỗi một cái vùng, một cái station của mình, một cái vùng mà mình trồng cây đó, thì tụi mình nó sẽ làm cái thùng như vậy để mình làm phân, mình bón cây cộng thêm với một chút xíu phân hóa học để cho nó ra bông to rồi này nọ đó. Nghe anh Liên nè, anh Liên tối hôm qua là ảnh nói là mấy đứa gà vịt ngày hôm qua đó là nó rắn nó bỏ chạy, mà nó khi thấy ảnh đó là rắn tấn công ảnh đó là ảnh cầm kéo ảnh quạt qua quạt lại, mà ảnh cũng hay lắm, thì cái kéo đó nó khó sử dụng lắm, nó vừa lục mà nó còn nhầy và cắt nó không có đứt, cắt sậy nó không có đứt. Mà cái cây kéo của mình á là ảnh mài cho mình xài đó, tại vì mình á là cái tay mình yếu lắm, mình cần phải xéo bán, cho nên cây kéo là cây của ảnh xài đó. Rồi ảnh mượn cây của mình rồi ảnh bỏ đâu mất tiêu rồi. Ảnh này ảnh hay đản trí nên bỏ quên đâu, rồi ảnh hỏi mình có lấy không, mà nói em không có lấy, bữa đó đưa cho anh. Cái ngày đó đó là vì mình có quay phim lại cho nên mình tua lại mình coi cái ngày đó, đó là cái lý do mình làm YouTube là vậy đó. Có gì mình quên về già thì nhiều khi nó cũng lẫn rồi mất công, đổ thừa nhau rồi mình không có muốn gây lộn cho ảnh mất công lắm. Nhưng ảnh tức cười lắm, cái chuyện gì đó cứ không thấy không biết cái gì đó, không muốn tìm, làm biến không muốn tìm được cái hả không là kêu bà chú đi tìm sai mình như vịt vậy đó. Để nói nghe tức cười đó. Mình post cái clip ngày hôm qua đó là có con rắn cái gì, thì chính mình là chúa tể sợ rắn mà thần kinh là bất ổn, chỉ thấy con rắn là chỉ co giò chứ giật lia giật lịa đó. Để giờ mình quay lại cái cảnh đó ngày hôm qua, là cái này là theo lời Ly tả thì mình chỉ đoán vậy thôi nha. Đây là ngày hôm qua chỗ ngay ngỗng nó đứng, nó nguyên cái vạt đó là những cây sậy mà nó thấp thấp, cây non non đó, ảnh chừa cái lúc trước cái đường mưa đó mà ảnh chừa ra đó. Lý do đó là ảnh để cho cái hàng cây đó là nó che mấy cái hàng cây nó non như lá bên này nè. Cái này là mình đã cắt á, là hôm nay là 10 ngày đó, rồi bây giờ là cái măng nó lên. Nếu mà mỗi ngày bạn đi ngang đó, bà là thò cái chân bà bẻ mấy cái đạp mấy cái bụt măng nó xuống đó, thì là nó lên nó sẽ yếu lần lần đó đó. Cái rồi đó thì đó y chang như tình trạng bên cái gốc bên đó, thì cái gốc keo bên này nè là nó nhiều lắm, bữa nó cũng chừng 40-50 cây à. Ảnh cắt trước rồi thì ảnh cắt bấy bơ từ ngày hôm kia lận, ngày hôm qua đó ảnh mới luyện lên trên
cái đống là cái mái nhà che cho gà nó vô đó, nó ở nó đục nắng mỗi ngày vậy đó. Rồi có đứa con còn bay lên trên rồi gặm gặm mấy cái lá ăn. Thì ngày hôm qua đó là cái con rắn nó nằm ở trong cái đống sậy trên, nó ảnh chất lên, nó tự trên nó phóng lại ảnh. Thì nó theo cái truyền gốc này nè, nó tụt về phía ảnh, mình cũng không có biết là nó có tấn công ảnh hay không. Nhưng mà cái phản xạ đầu tiên là ảnh thò cái kéo ảnh, ảnh sợt nó thì dính nó, kẹp nó vậy đó. Kẹp vậy đó mà nó quằn quằn mà nó mạnh lắm. Còn biết là nó đó là hồi nãy là mình dỡ lên là nó phải hơn 2 kg. Nó dài 1 thước 6. Đó, mình dỡ lên không nổi, mình dỡ lên nó nặng chịch cái tay, nó rị cái tay xuống, tức là nó phải là 2-3 kg á. Chắc cũng gần 3 kg, nặng lắm lận, nặng lắm, nặng hơn cái con cá mà catfish mà mình thấy là nó dài, bởi vì con này là nó mọc cái bề ngang của nó là nó bằng cái bắp chuối của mình á. Mình không có, nãy ban nãy mình chiếu về con rắn thì mình không có in lạc nó lên, mình không có làm lên xét cách, nó là một ít á. Mình đứng từ xa thì nó chết rồi mà mình cũng còn sợ nó nữa. Mấy con làm gì đó? Con ngỗng này đó là cái con em đinh, con này con ngỗng đực nè. Giờ nó có mình, giờ không lẽ đi tìm cho nó bạn gái, bạn tình nữa. Năm nó đẻ có 12, 13 cái trứng à. Mà mấy người quen đó, toàn là xin về rồi ăn rồi để con cho thông minh nữa. Trời ơi, mấy người đó thôi là đã chịu không nổi, giờ con mình chết chó nội chó ngoại mà thông minh nữa, ai chịu nổi. Rồi giờ càng ngày càng đẻ ra gì, không lẽ là mình càng ngày mình nuôi ngỗng nhiều để mình cho mấy người đó trứng đẻ ra thông minh rồi, còn mình thì mình ngu quá. Mệt mấy người đó à, thì đi muốn sinh á, thì đi lên trên mình sinh, thì có số điện thoại thì gọi lên nó chạy lên lấy. Sinh á, mà mình cũng phải rửa cho sạch sẽ rồi mình đem tới nhà bà chị mình, rồi bà chị mình phải chạy tới đó đem cho. Ôi ơi, trời ơi, toàn là chơi kiểu ông nội mình thôi à. Nhưng mà ông nội mình ăn chay không có ăn trứng. Đó. Thì ví dụ như lâu ấy, nhưng mà sai hoài mình mệt quá thôi, thôi giờ sẵn trời không cho mình rồi nuôi nó. Mình lúc trước mình cũng có tới 17 con ngỗng á, thì cũng đem cho người có chục trứng mấy đứa bạn mình, nó từ trên San Jose nó xuống mình cũng cho nó. Mà điều vợ nó năm mấy tuổi làm gì còn đẻ nữa, mà mình chọc nó thôi đi về chắc chết rồi. Vào kiểu này phải đi về tìm bà khác để đẻ con nó thông minh, mình chọc nó vậy đó. Bạn coi là cái bữa cái mưa đó mà cái ống nước đó là nó kéo cái ống nước dài dài đó chắn ngang cái màn hình mình đó, nó là nó móc vô cái pallet này, cái miếng cây này nè, bữa đó nó chìm lên cái ao cá của mình đó, là nó nhờ nó máng cái dây đó mà nó còn giữ lại, chứ không thôi nó cũng bay mất rồi. Giờ ông Ly ông kể ra rồi mình mới biết là cái đám con của ổng là cái đám chó hùa, nó gà mà nó biến thành chó. Lúc nào ông hay nó thấy ông Ly đó là xử con rắn đó, nó kéo lại nguyên một cái bầy vịt bầy gà lại đứng đó ngó ổng ấy, đứng cổ vỏ cho ổng. Thành ra ổng mới nói là đây là cha ha, đây là cha là có sức mạnh mà cha đã diệt rắn dùm cho tụi con. Gà thì nó sợ rắn, mà nó thấy rắn nó co ro nó rút người vô, nó im re nó không dám nói một tiếng nữa. Nhưng mà con ngỗng này nó là cái con mà nó trị rắn này, nó la nó kêu vậy mà rắn nó ghét nghe cái tiếng kêu của ngỗng. Mà ngỗng có chết rồi cũng đem lên chôn nó, chứ tụi này cũng không có ăn, mình cũng không có ăn nó. Cái trứng ngỗng có một lần ấp không nở mình có ăn, mà mình nghe nó lạc, nó dở hơn cái trứng vịt, nó dở hơn trứng gà trứng vịt nhiều. Mình thì mình ăn trứng gà trứng vịt thì lúc trước là ấp hộp vịt lộn cái đó rồi đem cho thôi, rồi mấy người đó không ăn rồi nó nở ra một bầy mà cũng 200 con vịt, 200 con gà. Trời ơi, một tháng nuôi nó là tốn hết $2,000 đó mấy bạn. Rồi nó ăn dữ lắm, rồi còn heo nữa. Lúc trước là 17 con heo mình cho đi hết, giờ còn 2 con heo rồi nó cũng đỡ. Lúc trước ngày nào mình cũng phải nấu 2 cái nồi cơm cho nó ăn, rồi phụ thêm cho nó ăn rau cải rồi thêm ăn này kia. Mà hồi xưa thì có bạn mình nó cho một mớ, tuần lễ nó cho mình nó 400-500 trái dưa hấu vậy đó. Thành ra dưa hấu không hột, rồi có hột heo còn chê nó không ăn, cái miếng heo mình nó khôn lắm. Rồi mình cho gà cho vịt ăn, rồi Fuji apple cũng cho, rồi dâu thì tụi nó không ăn nha. Dâu thì mình lấy mình đem làm rượu nho thì mình sấy khô mình đem đưa cho chị dâu của Ly đó, đem về Việt Nam cho đó là làm quà ở bển. Rồi trái fig cái này trái kia, khoai tây nữa đó mình ăn. Hồi đó ăn là đồ nó của tụi Cơ Đốc giáo, tụi Seventh Day Baptist á, nó là cái của tụi Loma Linda bên Redland, nó là tụi nó chỉ ăn đồ organic của nó thôi. Đó. Nãy giờ chưa thấy Ly đó 1 tiếng đồng hồ đúng rồi.
Ơi đừng nghe những lì gì Ly nói mà hãy nhìn kỹ những gì Ly làm. Nhưng mà tội nghiệp ảnh đó, ngày hôm qua mà ảnh xách cái con rắn nó từ dưới này nè mà chạy lên trên kia đó, là các bạn biết là đi đó là cũng 200 thước mà leo dốc nữa, chứ đâu có phải là đi cái đường bằng thì mình cũng nói gì. Đó mà mình húng là ảnh, mình không phải là mình ngang, nhưng mà quay riết rồi mình cũng chẳng biết quay cái gì, chỉ có đi làm với mấy con gà của mình, mấy con vịt của mình, cái suối nước của mình, với lại mấy cái chậu bông rồi thanh long rồi này nọ thôi, quên đi quẩn lại. Mình có đi đâu đâu, đi chợ rồi mình cũng không có đi nữa. Mình ở nhà mình 6 tháng mà mình không đi chợ, mình cũng vẫn có đồ ăn, gạo cũng đầy đủ, ăn uống cả năm 2 năm nữa không hết á. Gạo, mì sợi, mì khô, mì ý đó, rồi tất cả đồ đạc mà của tại mình cũng ăn theo cái kiểu mình cũng có người bạn đó, mình chơi thân với mấy người bạn của mình đó là dân Mộ Minh, cái tụi Mộ Minh mà ông trọc đó. Tại vì Mộ Minh đó ông cha mà là cũng như là về là tìm về cái đạo đó đó, là ông cha đó nhiều vợ lắm. Tại vì đúng là nhiều vợ thì có nhiều vợ nhiều con đó, thì cứ đi ông tiểu bang thì ông có một bà vợ vậy đó, thì đó bao nhiêu trong con đó, thì ông có được bao nhiêu trong tín đồ, rồi đó, sau này con cháu này nọ ra càng ngày nó càng lớn ra, lớn mạnh ra. Rồi ví dụ như họ làm, họ cho những cái học bổng để mà cái những cái tín đồ họ đi học đó, nhưng mà sau này đi trở về đó, đi ra trường rồi trở về đó đi học đó, thì có thể là họ cho lại 20%, 30%, 40%, 50% cái tiền lương của họ đó. Mà họ sống cuộc đời rất là thanh bạch đơn giản. Mình rất là thích cái những cái mà sinh hoạt của họ. Họ không uống nước ngọt, họ không uống cà phê, không uống rượu. Cái đó là cái là mình thích nhất. Bởi vì anh Lê đó là anh cần phải được gửi đi lên trên đó để mà tiết kiệm tiền, mà tiền mà anh không hút thuốc, tiền mà anh không hút thuốc với lại uống rượu một tháng đó với cà phê đó nha, là anh cưới được 4-5 cô vợ nữa đó. Không mà 4-5 cô nó cưới ảnh. Ảnh á mình cứ chọc ảnh ảnh hoài, nhưng mà ảnh đi đường, ảnh đi vô chợ cũng vậy, chợ Mỹ, chợ Việt Nam cũng vậy. Mà cứ há họng ra cứ kêu bà chúa ngay giữa chợ quê gần chết rồi, mình đã bỏ mấy chợ Việt Nam mình không đi rồi. Rồi đi có nhiều khi cần cái gì mua thì mình gửi cho chị Sáu nói vậy, em cần một thùng nước dừa chị mua cho, nãy giờ chị gãi tay rồi Út ơi, chị ra rinh không có nổi. Đó, nhưng mà giờ chị có mấy lon đó là đi chợ với anh Hai, nhờ anh Hai anh khiêng rồi, chứ giờ cái cổ tay của chị bị té, đi chơi với chùa bị té gãy đó. Giờ chị kêu về lấy mà mình có lấy, mình mua ở cái warehouse, rồi mình vô cái là mình lên cái thùng đó, mình hỏi bà chị mình nói là mua chỗ nào cho cái địa chỉ, là đi mình tới ngay chốc đó, mình vô để cái kệ số mấy là mình vô mình mua chốc ngay quán đó, mình đi ra. Mình chỉ vô chợ là mình mua đó, là mua mỗi đứa một cây móc tay á, để về nghe cho nó rõ. Bây giờ ông nói thì nhiều khi á, ông nói mà cái miệng, cái giọng của ông trong xe nó nhỏ xíu à, mà cái cửa xe lúc nào ông cũng mở để ông hút thuốc, ông gạt thằng thuốc đó, nó ồ lắm không có nghe. Mấy bạn ông có hỏi mình có điếc hay không, nhiều lúc mình cũng giận, nhưng mà anh cứ cái kiểu nói bâng quơ, anh không có để ý cái gì, cái nhiều câu nói anh không có sợ tổn thương ai, anh nghĩ cái gì nói ấy nấy à. Nhưng mà mình biết thì cái tâm anh không có xấu vậy, cũng thôi kệ, rồi mình cũng làm lơ. Nhiều khi cũng hỏi mình chứ cái gì, nó không hỏi cho bộ khùng hả. À, mấy cháu mình nó bắt lỗi đó nha, mà mình nói mình thì mình không có để ý mấy chuyện đó đâu. Ông nói cho mình mới nói phải chứ, phải khùng mới lấy thằng điên chứ. Mình nói vậy thì ông đến thinh rồi, ông cười rồi, ông đi mất à. Đó, nhưng mà tức là anh nói nhưng mà anh không có thực sự ảnh minh như vậy, không có nghĩa là ảnh nghĩ mình như vậy. Đó, mà cái kiểu của ông vậy đó. Cái mấy đứa tuổi cái cục cái tảng đá đó nó rớt đó, là nó không có phải là nước đánh trôi cái đó, nhưng mà là do là cái bụi tre này nè. Bữa đó mình suy nghĩ ra cái bụi tre này nó lấn á, thì nó đẩy luôn cái cục đá đó. Nó quá ra cái bụi tre này, cái cụm tre đó là nó mạnh hơn mình á, thì mình mới nói với ảnh đó là ảnh có thể dùng cái xà beng đó anh nại ra, ảnh cài cho mình hai cái bụi đó, rồi mình đem mình trồng ở dưới gần nước chút xíu đó. Mình thích cái những cái bụi tre, bụi trúc của Việt Nam như thế này nè, nó đẹp làm sao mà thấy cái cảnh nó thanh bình. Hồi xưa cái đường về nhà nội mình đó là ở trên Củ Chi đó, là mình ông nội mình là cái người ở Phước Hiệp, Củ Chi đó, ở gần ngay chợ, cách chợ chừng một cây số lên, nó gần tới phân nửa trường Phước An, đối diện với cái nhà đường của bà Út Cập đó. Bà Út Cập đó là em như là em dâu của ông nội mình đó.
Mình về mình thích cái cuộc sống về cái hay đi vô cái con đường là đường về từ trong nhà ông nội mình thì sau ví dụ mà 1963 thì dời ra ấp chiến lược đó, dời ra ngoài cái mặt tiền đường, cái nhà lai cũng đẹp lắm đó đó, nhưng mà sau này chiến tranh rồi nó cũng lâu ngày rồi mấy chú rồi đi cũng đi ngoài quốc hết rồi, gia đình mình cũng đi luôn rồi, thì cái nhà cũng sập lần lần cũng không có người mà tu bổ rồi thêm, mình nghĩ là cũng buồn. Con cháu ông đó thì là ở ngoài thì đông, nhưng mà không có biết là có bao nhiêu người nghĩ tới đó. Mình cũng có nghĩ, nhưng mà tính ra là mình cũng chỉ là cháu nội gái thôi. Mình cũng có máu đó, cũng có máu của ông. Ông mình thì hiền lành lắm. Mình thấy là nhớ về ông lúc ông nội mình mất hồi năm mình có 9 tuổi thôi. Nhưng mà nhìn mình thấy đó là cuộc đời của ông là lúc nào tôi thấy mình thấy ông đó, mỗi cuối tuần mình về đó. Cuối tuần nào rồi mấy chú mình cũng về, mấy chú mình, ba mình, mấy chú bác mình, cô mình á, con của ông nội ai cũng hiếu thảo hết nè. Ông hiền lắm, ví dụ như ông muốn bây giờ đó ông có 10-11 người con á, 10 người 11 người con đó thì là mỗi năm Tết á thì mỗi người một đòn bánh tét, một cái ràng bánh tráng vậy đó. Đó, rồi cái người nghèo á thì cho thêm giống như nghèo như ba mình vậy đó, ba mình thì con đông trong gia đình á, là ba mình là con đông nhất á. Ba mình là tới 10 người con, 9-10 người con á. Đó, còn mấy chú thì con ít hơn. Đó, nhưng mà mình thấy cái cuộc sống nó là... Chứ mình quen rồi, Tết là từ cô Bảy mình gói bánh tét mà năm nào cũng vui lắm. Cô nấu không biết làm sao đó mà cái... Thì cô gói chứ rất là chặt tay. Đó, chặt, mà nếp mà ngâm đó, các bạn ngâm đó, mà để lâu quá các bạn không gói thì... Cái nếp nó sượng lại. Đó, mà cô cũng nấu... Cũng mất trước mình nó nấu là có nhân chai đậu xanh thì nấu với cái hột điều thì xíu mới hên. Anh lấy anh kỹ đem lên để mình ấp nó, mấy vịt chim mình nó đẻ rồi anh mừng quá. Ủa anh xuống hồi nào em không thấy á, nãy giờ nói lén ảnh mà anh xuống là ngồi trong chuồng á, anh không nghe. Nhưng mà mình là mình cho tụi nó ra, thật ra mình biết là mình lo cho con mình, còn ổng sao mình không biết. Rồi bây giờ anh xuống, bây giờ mình lo, mình lên mình bật nước cho anh đi tưới cây. Ở phía dưới đó là mình còn có hai cây mãng cầu. Mãng cầu nó còn cái lá còn xanh rõ vậy đó. Bên trái thì cái cây đó nó cao được 5-6 thước vậy đó. Và cái bên phải tại mình nhìn ở đây từ đầu xuống rồi mình thấy nó thấp chứ thực ra nó cao lắm. Cái đó mình có lẽ cái bữa nào mình rảnh thì mình xuống cho mình tỉa lại cái cây cho nó bớt lá, cho sang năm cái cây nó tốt. Cái cây bên cạnh nó là nó màu xanh, mình tưới không rài đó, nó xanh trở lại rồi. Còn trên này còn 1-2-3 cây này, 4 cây đó. Ảnh khai tử nhưng mà bữa mình cắt cái nhánh nhỏ đó thì mình còn thấy là cái nhánh nó còn xanh, tức là nếu mà mình tưới vậy, mình bỏ phân, mình làm đất trở lại đó thì cái cây đó sẽ sống lại. Mãng cầu này nó hay lắm, nó cũng phải cần chăm sóc. Mà ảnh nó bị lỡ gốc rồi mà ảnh không có làm lại cho mình. Cho nên thôi để mình nói với ảnh là cái đồi này nè, với những cái cây nhãn, gốc nhãn đó là mình trồng đó, là mình mua đó, là cả 15-16 ngàn đồng tiền cây đó. Đó là mình mua là 45 cây bưởi ổi nè, 18 cây nhãn nè, rồi mấy cái cây macadamia nut nè, rồi sabuche. Rồi cái mãng cầu này là mình mua hết 17 cây mãng cầu do Thái đó. Đó, rồi cây sake rồi này nọ mình cũng mua, mình trồng rất là nhiều cây. Đó, nhưng mà trơ trụi rồi, nhìn thấy bây giờ hiện giờ nó chỉ còn có tất cả có hai cây nhãn thôi mà nó khô ráo như vậy nè. Là nước nó không có đủ, không có phân nữa, nhưng mà nói ảnh thì ảnh không có nghĩ tới, ảnh không có biết trồng cây. Chứ còn ông anh chính của ảnh là giờ trồng cây, thích trồng lắm, trồng trên sân thượng mà cái khế mà nó có 2000 trái đó, chứ không phải 200 trên sân thượng nhà của anh bên Việt Nam á. Mà cái nhà lầu 4 tầng, mà người ta còn leo lên nước, người ta lên người ta tưới chăm sóc mỗi ngày. Đó. Nghe nói cái cây đó cái về cũng ham, nhưng mà giờ là chị Chính thì cũng qua bên này ở với hai đứa con, rồi lâu lâu một năm về bên Việt Nam vài tháng là chơi với ông bà ngoại của mấy cháu. Nhà nó thì vẫn còn giữ đó, thì cũng muốn người giữ, cũng có mấy quay phim này kia để coi mấy cái cây, để chị coi mấy cái cây khế của anh Chính anh trồng á, hai anh chị Chính của Ly á, là anh Chính của Ly, còn mình á là chị Chính, là chị ruột của mình, còn ông Chính là ông kia là anh rể thôi đó.
Ông anh chính của Ly thì mất cái đây 2 năm mấy 3 năm rồi. Nhưng mà ảnh tính tình ảnh tốt, ảnh dễ thương người giang hồ mà. Dễ thương lắm nên là bạn bè cũng thương. Mất đi trong ra đi trong cái sự liếng tiếc của rất là nhiều người rồi. Mất rất là trẻ, mới có 64, 65 tuổi thôi. Cũng còn trẻ lắm. Mà đúng là cái số mà làm đã đời rồi không có hưởng đó. Hồi đó ông nói với Ly vậy nè: Mười ơi, mày ngu gì mà mày làm cho nhiều, mày làm nhiều nữa đó, rồi mày lăn đùng ra mày chết rồi vợ mày cũng hưởng hết. Mà mình mới tức cười. Cái người hưởng là mình lăn đùng ra thì ông kia cũng hưởng chứ. Mất mớ gì. Gì mà ổng lăn đùng ra mà mình hưởng. Ở Mỹ mà mấy bạn, mình làm mình biết lo cho cái cuộc sống của mình á. Mình biết lo trước lo sau, mình biết tằn tiện mà mình biết dành dụm á. Thì không có ai mà nghèo, không có ai đói khổ để mà đi vô gia cư hết. Những người vô gia cư á là những người không có suy nghĩ, ham làm giàu, có đi ăn cắp, ăn trộm. Đồ mà nhất là những người trên San Jose đó là ăn trộm đồ, những cái sản phẩm mà kỹ thuật á, đem bán cho tàu rồi này kia đó. Cho nên á là mấy người mới bắt ở tù. Ở tù rồi chỉ vì cái vụ Covid rồi mới thả ra đi. Đi lang thang lững tững tùm lum này nọ. Rồi cũng rồi tiếp tục cái sự nghiệp đó. Không thôi thì những người bài bạc cầm cố đồ này nọ, nhà cửa rồi này kia. Chứ San Jose đó là trước giờ là họ vẫn rất giàu. Đó, mình thì mình quan sát rất là kỹ, mình quen biết rất là nhiều, nhưng mình không nói thôi. Nhưng mà thí dụ như khi ra cơ đó, người ta giúp cho mình cái cần câu cá. Giống như cái em Cường làm ở Coffee Lover đó, mình rất là quý, mình rất là thương, nhưng mà mình rất là ngại nói mình đi nương nhưng nhờ cô này cô kia. Thực sự đó mình chẳng cần nương nhờ thấy ai, tại vì mình cái bản thân của mình á, mình ở Mỹ đó là mình sống là tự một mình để mà vươn lên 40-50 năm nay, thì mình không có đói khổ như người ta, nhưng mình cũng không có giàu có như ai, nhưng mà nó là phải nói là nó dư sống. Thì mình nuôi 5-10 người nữa là cũng như không thôi. Nhưng mình nó có những cái đó mình rất là quý em Cindy. Mình có khuyên Cindy đó, ví dụ như giúp em Cường để mà em có một cái mái ấm gia đình, thì cha mẹ mất hết rồi, thì như là một cái một người chị cả vậy đó, lo cho đứa em. Thì mình á vượt đường mình làm đường mình đi, ai nói gì mặc kệ. Đối với mình á thì mình không có sống vì những cái thị phi của thiên hạ. Thì mình cảm thấy đó là cái cuộc đời người đó, người ta đó phải nói đó. Có nhiều người nói như con rắn độc nó rất là ác. Nhưng con rắn độc nó ác đó, nó chỉ cắn mình á. Khi nào nó cảm thấy nó không có được an toàn thì nó cắn mình. Chứ còn á, con người ta đó, nhiều người đó nó thâm hiểm vô cùng các bạn ạ. Mình á, ở đây tại vì nó thanh vắng lắm, mình sống, hai đứa mình sống có một mình. Mà Ly lúc trước Ly cũng vẫn đi làm ban đêm là để có những cái bảo hiểm sức khỏe cho mình. Đó, rồi ban ngày đó là tụi mình có cái thương công chuyện làm ăn, tụi mình đi làm thì chung. Lúc trước thì mình có đi làm, mình làm riêng mình với Ly đó, cũng đi làm cho cùng một hãng. Rồi sau đó là tụi mình đi ra làm ăn riêng, tại vì làm thường mình đi làm qua những gì trung gian đó là nó không có khá. Nhưng mà mình cái tính mình á, mình đi làm nó cái mình ghét nhất đó là người ta nghi cho mình, người ta vu cáo cho mình để làm này làm kia, nhưng mà thực sự người ta tính là gian, tức là đó suy bụng ta ra bụng người đó. Thì mình không thích những người như vậy. Thì cái ông chủ hãng mình làm hồi trước đó là một cái người Ba Tư, mà một cái người trong hoàng tộc Ba Tư đó, là mình nói thẳng đó như vậy đó. Thì mình làm nó, anh ta cũng là một kỹ sư về xây dựng mà làm cho cái quận cao, nó rất là làm rất là lớn. Nhưng mà tất cả cái chuyện công chuyện của anh ta làm đó, nguyên mình làm về quản đốc cho nguyên một cái phòng lab đó. Tại vì mình có cái background, mình học về hóa học, cho nên mình rất là giỏi về phân chất, làm xi măng, làm cấu tạo xi măng làm sao, làm này làm kia làm sao, phân bố người, điều động người làm sao. Tại hồi xưa mình cũng là mình với chị chính mình nó làm từng làm chủ shop may, mà nguyên cái xưởng may cũng rất là nhiều nhân viên. Nhưng mà mình thấy đó, khi mà một cái kỹ nghệ gì nó đã xuống rồi đó, thì mình nó đưa ra cái sau cái vụ NAFTA đó là tụi mình đóng cửa, tụi mình không có làm nữa đó. Thì gia đình sau khi gia đình qua, mẹ mình bệnh rồi, vụ NAFTA rồi này kia, tụi mình bỏ
thẳng ngang, tại vì mình thấy đó là bao nhiêu đó nó cũng đủ rồi, cái cháu lớn đi học lên đại học rồi, ra trường rồi thì cháu đi làm rồi lo cho cha mẹ thôi, thì cái chuyện đó đó mình cũng không có đáng. Với lại thực ra làm sống ai cực lắm mấy bạn ơi, đó là dầm dâu trong họ mệt lắm đó, nhưng mà chỉ chính mình chỉ có tài, chỉ design ra những cái quần áo mình mặc là chỉ may cho, tóc mình là chỉ cắt từ nhỏ tới lớn thì chỉ cắt tóc cho mình, hồi nhỏ thì chị Sáu thì chỉ may quần áo cho mình, mà chỉ may cho mình cái bộ đồ đầm mình mặc từ năm lớp 6 cho tới năm lớp 12 đó là nó vẫn còn vừa. Tức là bà chị mình rất là một người rất là kinh tế. Em đông quá, em nhà đâu gia đình đông quá à. Nhưng mà thường là chỉ lo đó, quần áo là chỉ lo cho em trước rồi của chị mới sao. Chị Sáu mình rất là cực nên mình rất là thương chị. Người ta cười mình cứ gẹo, chị cứ nói chị thì chị mình nói chị may cho mình cái áo, mình nhớ cái cổ tròn tròn, cổ lật ra, áo màu xanh da trời. May mà từ lớp 6 tới lớp 12 mặc mà nó cũng vừa là mấy bạn biết đó, là mình cũng ốm nhom ốm nhách vậy đó nó mới mặc vừa, chứ nếu mà mình tròn ra là chắc không vừa đó. Đây thôi giờ mình kết thúc nơi đây để mình đi tưới cây cho trên vườn nhà, rồi bữa nay cũng mệt quá, anh Ly nói anh không muốn tưới dưới, thành ra mình đi tắt nước cho ảnh nha.